Nào, câu đầu tiên, câu số 1. Câu số 1 Linh đó. Đấy. Mấy nhỉ? Đáp án 2 ạ. Đáp án 2 tại sao? Dạ. Cái này là câu trích dẫn ạ. Được rồi, câu trích dẫn. Thế tại sao trích dẫn lại là T như thế này? Thì nếu mà không có ít t thì nó phải là tố hoặc gì ạ? Được rồi, không thì phải là tô đúng không? Còn trong văn nói thì nó biến thành T, do vậy đúng phải là 2 chứ không phải là 1, 3 hay là 4 đúng nhỉ? Dịch câu 1 cho sensei nào. Tanaka-san, Kyomo, à, hôm nay cũng đi làm thêm phải không? Hôm nay thì anh ấy nói là không không đi làm đâu. Hôm nay không có cái arubaito, không phải đi làm thêm, phải là T nhá. Như vậy trích dẫn ấy các bạn có thể là dùng gì nhỉ? Có thể dùng là tô hoặc là T. Câu số 2, tiên nào? Câu số 2 em chọn 3. Tại sao lại là 3 nhỉ? Câu này em chọn bừa xem gì ạ. Câu này chọn bừa. Vâng. Watashi wa Yamada san ni au gì đó suteki na hito da to itsumo omou. Tôi gặp anh Yamada thì luôn luôn nghĩ, gặp chị Yamada thì luôn luôn nghĩ đấy là một người thật là tuyệt vời. Uchi ni là trong lúc, trong khi. Trong lúc Trong lúc, trong khi ở đây thì nó có hai cái dụ không pháp, hợp lý. một là gì nhỉ, một là tranh thủ lúc, nhân lúc, hai là sự biến đổi, thì đều không hợp lý với câu này đúng không? Hajime ni là gì? Bắt đầu à? Nhiều bạn chọn đáp án 2, họ chọn Hajime ni bởi vì nghĩ là lần đầu tiên gặp, nhưng mà không có ngữ pháp Hajime ni nhá. Hajime ni nó là một phó từ dùng như kiểu là ma dự hoặc là sai show ni. Đấy, nó đi cùng với động từ diễn tả, đấy là cái việc đấy là cái thao tác mà cần làm đầu tiên chứ không đi là Hajime ni, do vậy là 2 sai. Tabi ni là mỗi lần. Đáp án đúng là của chúng ta là đáp án số 3. Có nghĩa là gì nhỉ? Tôi ấy, cứ mỗi lần mà tôi gặp Yamada thì tôi lại nghĩ là như thế này. Lần nào tôi cũng nghĩ như vậy, không có lần nào là tôi không. Đấy, cái sự lặp đi lặp lại lúc nào cũng thế. Vậy đây đáp án đúng là số 3. Naka ni là trong, thì chúng Trong ta không có trong lúc mà không có cái ngữ pháp Naka ni như này. Đấy. Vậy, câu số 3. Câu số 3 thoa nào. Alo, câu số 3. Ủa, bạn không nghe thấy gì? Bạn Thoa là học sinh khóa cũ của CNC, bạn ấy xin vào lớp để luyện đề. Linh nào? Câu 3. án 4 ạ. Án 4, tại sao lại là 4? Khoan xin xin nhé. Tại vì em đang giờ em không biết là đúng cái tờ hôm nay em viết đáp án không nên là 4 này, thế giải thích cho nó đỡ mất thời gian này. Ừ. Hô yon de itara gozi kan mo tatte shimatta. Đọc sách ấy. Này, tôi đang đọc sách thì 5 tiếng trôi qua. Soro soro là sắp thì phải là sự việc chưa xảy ra đúng không? Dan dan là dần dần thì phải là động từ diễn tả sự biến đổi. Dần dần tăng giảm trở nên như thế nào đây loại. Yoyaku là cuối cùng. Cuối cùng thì nó phải là một cái kết quả của một quá trình gì đó, nhưng mà đây không đúng nhá. Đây đúng nhất phải là 4. Itsu no mani ka, có nghĩa là gì? Không biết từ khi nào. Đúng rồi, tôi cứ mãi đọc sách ấy, không biết từ lúc nào thì đã 5 tiếng đồng hồ nó trôi qua rồi. Câu số 4. Câu số 4 tiên nào. Câu số 4 2 ạ. Tại sao nhỉ nhỉ? Câu này tại vì em dịch ra là hôm nay á thì vì là hẹn gặp bạn ở ga Tokyo lúc 7 giờ cho nên là bây giờ đến như kiểu bây giờ là đến giờ đi rồi ạ.
Tất cả động từ đều là a, đều là động từ từ động từ a mà ra hết. Tại sao lại là hai? Tại vì là nó chưa xảy ra. Không phải lập luận là nó chưa xảy ra, mà bởi vì ngữ pháp cô tố ni na rự ấy là quyết định cái gì đó thì phải là thể thể vê rự. Do vậy đúng ở đây chỉ có thể là đoạn 2. Câu 1 ao là thể ý chí không đi với cái này. Atta cũng vậy. At cũng không đối, chỉ có chúng ta chỉ đi với lại vê rự và vê nai thôi. Do vậy đúng sẽ là 2. Hôm nay bởi vì là có cái sự việc được quyết định đấy là sẽ gặp bạn bè ở ga Tokyo vào lúc 7 giờ, cho nên là sắp đến giờ phải đi. Câu 5 Linh nào. Lớp này nghỉ Golden Week sớm thế. Câu 5 nào? Đáp án 1 ạ. Đáp án 1 tại sao? Ai đã tố là kiểu là khi mà nói chuyện cùng với cả nhau nhỉ? Ai đã ní không phải? Năm cơ mà. À. Ai đã ní ở đây? Em xin lỗi, sẽ từ em nhìn đáp câu 6 ạ. Năm là mấy? 1 ạ. Tại sao nhỉ? Dạ. Đây là kiểu là yame rự yo ni, là kiểu là cố gắng để bỏ thuốc ạ. Yame ta cấu trúc yo ni thì đáp án 2 loại ạ. Ở loại 2. Câu 3 thì yame nai là không đúng không? Vâng. Không thì ý nghĩa sai. Thế tại sao 1 với 4 lại chọn 1 mà không phải là 4? Yame thì yame em biết đấy là từ gì, cũng có thể là từ sai ạ. Yame thuốc lá là dạ, động từ là yame rự đúng không? Nếu mà yêu cầu là hãy bỏ thì phải là yame yo đúng nhỉ? Chứ không phải là yame như này được. Yame như này viết như này thì nó giống như là thể sai khiến, xin lỗi, thể thể mệnh lệnh của yamự là ngừng dừng ấy, nó vậy là sai. Đúng ở đây phải là số 1 yame rự nhá. Thì thực ra ấy, cái yame rự, cái vê rự này cộng với lại yo ni, khi mà đằng sau là câu trích dẫn là iwarite iru ấy, thì nó sẽ giống như kiểu là vt kudasai. Cái này mấy bài sau các bạn mới học đến, bây giờ chưa có học đến. Nhưng mà đi thi thì người ta sẽ không, nhiều bạn đi thi bảo là cái này chưa có học, sao trong đề thi nó ra. Thực ra ấy, làm sao mà chúng ta biết được cái nào người ta sẽ ra đúng không? Bộ sách mà mình học ấy chỉ là bộ sách gọi là học và ôn tập sát sát với cái lại kỳ thi thôi, chứ không phải là người ta lấy cái kiến thức ở bộ sách đấy người ta ra đề thi đấy. Do vậy là nhiều bạn cứ lầm tưởng là tại sao lại học mimi cà rà rồi thì học ngữ pháp như vậy, nhưng mà đi thi lại gặp những cái từ mà chưa thấy bao giờ, những ngữ pháp chưa thấy bao giờ, là bởi vì người ta đâu có dựa vào cái bộ sách đấy người ta ra đề đấy. Bộ sách chỉ là cái gì nhỉ, người ta đoán cái xu hướng ra đề và người ta đưa ra bộ sách để học thôi nhá. Thì để được mang tên nó vẫn còn kiểu nối thêm một ít kiến thức của N2 mà đúng sensei. Đúng rồi, chắc chắn rồi. Để được mang tên đâu có ngon lành đúng không? Nhưng mà lớp mình có bạn khủng đấy. Vừa rồi mang tên đọc với lại mang tên từ vựng ngữ pháp. Ai thế sensei? Siêu đoán thế. Đoán đi. Hạnh nhờ sensei. Không. Không phải Hạnh. Thì lớp 30 người nhưng mà cũng chỉ kiểu cũng giờ gặp được hết mọi người. Đấy mà đợt này cũng không thấy mặt Hạnh đâu luôn. Rồi câu 5 này là gì đấy nhỉ? Tôi đã bị bác sĩ nói nhá, tôi đã được bác sĩ nói là hãy bỏ thuốc lá đi, tức là bác sĩ sẽ nói câu này Tabako yamete kudasai, nhưng mà khi trích dẫn sẽ thành Tabako yameru yo ni iwarete iru, nhưng mà mãi tôi không có bỏ được. 2, 3, 4 là sai. Câu số 6 nào. Câu số 6 thoa nghe thấy chưa thoa? Có nói được không? Xin xin nghe để em nói chưa? Nghe được rồi. Lúc nãy em không biết bấm cái nói tắt tiếng của em. Dạ. Câu 6 nào, mấy nhỉ? Sam băng ạ. Tại sao? Sam băng ai đàn ý là cái câu
Câu chuyện thì nó gì em cũng mới giải thích sao, nhưng mà ai là đấy không phải em chọn ai đã. giải thích rất là nếu như ai là ni không phải em chọn ai đã. Hôm bữa Cái hai cái này em nó khác học nhau ở điểm nào, nó khác nhau ở điểm nào? ai đã là một khoảng thời gian dài thì hai cái hành động nó song song với nhau trong cái thời gian đó, còn ai là ní là hành động ngắn chen vô. Đúng rồi, nhưng mà đây rõ ràng đằng sau là mình thấy là ki tei ita, là tei ita tức là cái hành vi đấy là một hành vi À, dài đúng không, dạ đúng rồi, do vậy phải dục dùng tổ nghe luôn. aida. Tại sao không phải là aida to hay là aida de Tại hả? em học ai là bởi em vì thấy không ai là có bởi vì dạ không đúng có rồi. cái aida de hay aida to đúng nhỉ. Câu này dịch như nào? Trong thời gian trong lúc ở quen Không phải cô, không phải công viên đâu. Cô ấy đây là giảng diễn, có nghĩa là ở trong trong giải giảng diễn bài các của thứ ấy. Sensei Yamada thì tôi đã nghe suốt câu chuyện Tôi đã nghe câu á, Mina mà tôi đã nghe. Mina Mọi Mina đã người nghe, mọi người đã nghe câu chuyện nhiệt tâm của cô ấy. mọi người đã nghe câu chuyện một cách nhiệt tình đúng nhỉ? Đúng là ba nhé. Đấy, bây giờ N3 là được gì nhỉ? Được nói với CC giao chữ như thế này này, không phải như ngày xưa chỉ có nhìn màn hình CC livestream đâu qua. Thế nhưng mà em xem này, lớp vẫn ba người. Này, tại nãy em nghe sensei kêu tên hai bạn thôi. Bởi vì là hôm nay các bạn ấy nghỉ Golden Week rồi. Câu số 7. Câu số 7 tiên à? Câu số 7, 1 ạ. Vô Tại xem nhá. sao Tại vì như kiểu đây đang nói chuyện ở quầy Ukesuke á, thì trả lời kiểu như phải dùng khiêm nhường ngữ tôn kính ngữ ấy sensei. tại sao lại là Gozaimasu? Gozaimasu. Bởi vì ở đây tất cả đều có cả khiêm nhường có cả tôn kính rồi, cho nên nói là dù khiêm nhường như tôn kính. Ý dự thì loại ạ. Cho Tại nên sao? là Tại sao lại? ý dự nó đâu phải khiêm nhường ngữ tôn kính ngữ đâu ạ. Thế Cho nên nhỡ em loại. dùng bình thường thì sao? Chắc gì đã cứ phải dùng tôn khiêm nhường ngữ tôn kính ngữ. Chẳng có thể nói được như thế nhá. Em nghĩ thế. Chưa đúng. Chọn một thì đúng rồi, nhưng mà cách lập luận này. Kabang Uribawa Doko là cái quầy bán cặp sách ấy ở đâu? Thì sẽ phải là ở đâu đó là Ni Arimas, đúng rồi, Ni Arimas. Bình thường là dùng Arimas, nhưng mà khi mà lịch sự ấy thì sẽ phải thay bằng gozaimasu, có gọi là một đấy. Đấy là cách lập luận khi trả lời. Chứ nếu mà người ta dùng là gì đấy, nếu không có đáp án gozaimasu mà người ta lại dùng aru là vẫn được. Ví dụ trả lời không nhất thiết phải là phải lịch sự đúng nhỉ. Có những đáp án lại nhỉ, irasaimasu là dạng tôn kính của imasu, orimasu khiêm nhường ngữ của imasu, do vậy loại đây phải dùng dạng lịch sự của arimasu nhá. Đấy, do vậy là phải là gozaimasu là phần 5. Câu 8 Linh nào. Hay cô tám em chọn đáp án 1 ạ. Tại sao nhỉ? Dạ xem nào. Người A nói gì đây? Chút tự sẽ cho em cái. Người A là bạn uống cái gì không ạ? Sao lại Người A uống cái hỏi gì uống cái không? gì. Dạ Tabeo cùng uống cái gì đi. Sao lại uống cái gì đi? À cùng ăn cái gì đi. Ăn cái gì đấy đi. Đấy B nha. nói là gì? Đây là tôi thì ăn spaghetti với cả kohi cùng Tôi mấy mì ý với cà phê này, còn C. kia thì là nói là bụng không đói, thế nên là tao chỉ uống uống cà phê thôi ạ. Thế sư rự ở đây mang chức năng gì? Là chỉ có dùng ạ. Dùng. Đây không phải là Món dùng mà đây là chọn nhá. gọi món luôn này Đúng rồi, gọi món nó là N, phải có cái trợ từ gì đằng sau? ní. Trợ từ ni. N ni sư rự. Do vậy ở đây đã ăn một là chưa đúng. Thế Đây phải là đáp án số 4. Người ta lựa chọn một cái gì đó ấy, thì người ta dùng là N ni sư rự. Như vậy câu này sẽ là Kohida ke ni sư rự, có nghĩa là tôi chỉ dùng cà phê thôi, tôi chỉ chọn cà phê thôi.
Đấy, dake thì chưa chưa phải là cái ngữ pháp có trợ từ ni này, do vậy là loại. D hay là dakeo là gây nhiễu. Tiếp theo câu 9, hoa nào? Câu 9 là em chọn giòn bằng. Tại sao nhỉ? Dạ, bên cô sĩ tê là aru ある程度日本語が話せるようになってから日本語の授業が面白くなったって、học mà cố gắng nói được tiếng Nhật, cố gắng nói tiếng Nhật sau khi nói tiếng Nhật được thì trong cái buổi học thì sẽ nói chuyện vui hơn. Không phải là sẽ đâu, nó là đã có kết quả đấy rồi. Dạ. Omoshiroku natta. Cái đây không phải là cố gắng nhá. Không phải yo ni suru mà đây là yo ni naru. Yo ni naru ấy là sự biến đổi về mặt khả năng. Đúng không? À, tưởng trở thành. Đúng rồi, trở thành ấy, trở nên ấy. Tê cả là sau khi này, đây đã ăn đúng là đoạn số 4 rồi. Câu này có nghĩa là nhá. Sau khi mà tôi trở nên có thể nói được tiếng Nhật ở một mức độ nào đó thì giờ học tiếng Nhật đã trở nên vui hơn. Ở đây thì phải là mối quan hệ gì nhỉ? Về mặt thời gian đúng không? Sau khi làm được điều này thì mới có kết quả này xảy ra. Đáp án hai loại, bởi vì sao? Không có ngữ pháp là thể khả năng xong lại cô tổ ga đề ki tê, đúng nhỉ? Nếu như là hanasu thì có thể chấp nhận được, tức là hanasu cô tổ ga đề ki rự là có thể nói, nhưng mà đây là hanaseru rồi thì không thể chọn hai được. Một và ba, đề ki rự ma đê là gì đó cho đến khi. Đấy, thì không hợp nghĩa. Ví dụ như này này, Nihongo ga hanaseru. Hay xin giải viết ví dụ nhá. Nihongo ga hanaseru yo ni naru made gambaru. Đấy, tôi sẽ cố gắng đến khi nào mà tôi có thể nói được tiếng Nhật thì sẽ đúng, nhưng mà rõ ràng vế đằng sau ấy là giờ học trở nên vui là kết quả chứ không phải là cái việc là người ta làm gì đến khi đạt được cái điều này, đúng không? Made đây là đến. Do vậy là sai. Đấy. 1 và 3 đều sai nhá, đúng sẽ là 4. Sau khi mà nói được tiếng Nhật thì giờ học sẽ vui hơn. Câu số 10. Tiên nào? Câu 10 em chọn 2 ạ. Tại sao nhỉ? Câu này thì em dịch ra là sản phẩm của công ty A ấy thì tôi muốn biết rõ về cái kết quả cái hiệu quả mà, đối với việc gì nhỉ? Cosino Otame. Đối với việc đối với cơ đau ở đau đau lưng ạ. Đau lưng, đau hông. Thì các bạn thấy nhá, ở đây có shiritai là muốn biết. Vậy thì động từ là động từ muốn như này thì loại trừ được đáp án mấy với mấy là tiên? Loại trừ được cà đô cà trên trên 3 và 4 đúng không? Tại sao lại loại trừ được cà đô cá? Tại vì cà đô cà em cũng không hiểu rõ nữa, nhưng mà cà đô cà như là nó có một cái từ nó hay đi theo ấy. Không phải. Ở đây động từ là shiritai là muốn biết, thì phải là muốn biết về cái gì đó thì phải loại được đáp án 1 và 3. Nijote ạ? Đúng rồi. Ở đây xin hỏi động từ này phải là muốn biết về chứ không phải là niyote, đây là bởi đúng không? Do gì đấy thì không thể là đi với động từ chi dựng được. Đấy, vậy thì phải là tôi muốn biết về cái điều gì đó, vậy thì còn 24. Đây là aru no ka, đây là aru no ka do ka. Thì cái sự khác nhau giữa hai cái này ấy, đấy là ka nhá, ka khi chèn vào câu ấy thì là đi kèm với nghi vấn từ, còn ka do ka là không. Như đây các bạn thấy có nghi vấn từ là do no kurai. Đấy là như thế nào? Đấy, do vậy đây phải là đáp án số 2. 4 thì không đúng, đúng nhỉ? Nếu như vứt dono kurai đi thì phải là 4, tức là có hiệu quả hay là không. Nhưng đây là có hiệu quả như thế nào thì phải là 2. Đấy. Câu này là tôi gì đây? Tôi muốn biết chi tiết về cái hiệu quả. Đấy, về cái hiệu quả xin lỗi. Tôi muốn biết chi tiết nhá. Đó là cái sản phẩm của công ty A ấy nó có hiệu quả như thế nào trong cái việc cho cái cơn đau lưng, cho cái việc giảm đau lưng. Câu 11 Linh nào? Một em chọn đáp án 3. Tại sao?
Cụ narisugite là kiểu trở nên là quá đậm mà. Trở nên quá đậm, đúng rồi. Tại sao không phải là một? Không nhớ nữa. Tự nó Nhà sư là dễ làm gì đúng không? Có ai nói là cái vị nó trở nên dễ đậm không? Không nói như thế, đúng nhỉ? Đấy. Đấy. Nó có kết quả đấy rồi, nó không phải là cái xu hướng hay là cái việc gì đó thực hiện một cách đơn giản nhé. Do vậy không dùng gia sư. Cái dễ này ấy, người ta hay dùng trong kiểu như là dễ dễ làm gì đó, chứ không phải là một cái kết quả tự nhiên mà lại dễ như thế. Vậy còn 2 với 4 tương tự, đây cũng có gia sư là cái loại này. Vậy 4 với 3 tại sao lại chọn 3 mà không chọn 4? Dạ. Thì kiểu à cái đó câu này kiểu chờ chờ có cái sự biến đổi thì phải có cả nari à, còn cái này là cự sư tử là si si sự Ở đây nó khác nhau ở chỗ là đây là nari sugite, đây là si sugite. Đây là naru hôm trước vừa học xong, đây là trở nên đúng không? Còn đây là làm. này. Làm như thế. Ở đây là trợ từ gì? Trợ từ ga. Trợ từ ga như vậy là phải là gì nhỉ? Nó phải Phải nó dùng tự là động từ, là sự biến đổi tự nhiên, do vậy phải là ba. Còn bốn là làm nhá, làm cái gì đó trở nên đậm ấy. Đấy, làm cái gì đó trở nên quá đậm phải là trợ từ ố thì mới đúng. Câu 12 Thoa nào. câu 12 là em chọn chỉ bằng Tại sao? chỉ bằng hãy đúng nhất thôi, đừng có Giải làm thích vậy nữa. nào. Giải thích từ đầu nào. A nói gì? Không có cái ví, cái thằng B Không nói thấy ví á đâu. á thiệt hả, cái thằng này nói là á có rồi, Thấy rồi, thấy rồi. thằng Còn B thằng nói B nó là kêu là mua bikuri sasenai de kudasai demo yokatta ne, thì em nghĩ là câu số 1 nhưng mà sasete. đấy là nó nói là gì, nội dung của nó là gì? Nội dung là nó kêu đừng có kiểu như đừng có bất cẩn kiểu hết nữa. Đừng có bất cẩn. Không, Ai bảo bất em cẩn? không phải bất cẩn, nhưng mà em kiểu em nói cho đi Bikuri qua là kiểu gì? Bikuri là gì? hết hồn, Đúng rồi, hết hồn, giật mình đúng đừng có làm không? hết hồn, đừng có làm hết Sà sên hồn vậy là thể sai khiến. đừng Đừng có làm tao hết hồn như có. thế, đừng có làm tao sợ như vậy nhé, chứ không phải là bất cẩn ở đây. Do vậy đúng ở Dạ đây là một, đúng rồi. Đừng có làm tao hoảng như thế. Thế hai thì sao? Hãy làm tao hoảng hãy như làm tổng thế. hẳn như thế đi. Sai đúng không? Dạ Ba. ba là phải cố gắng đừng làm gì kỳ Quyết lắm định luôn kìa, vì linh tinh đúng rồi. Kỳ, kỳ. không ai nói như này hết. Loại cô tố Nishite đúng nhỉ? Trong ngữ pháp, trong các công ngữ pháp có rất nhiều câu để kiểu như là gì nhỉ? Để đánh lừa các bạn cái hướng các bạn chọn để cho nó gây nhiễu. Mấy ngữ pháp này thì đã không được. Câu số 13, Tiên à? Dạ, câu 13 là 3. Tại sao lại là 3 nhỉ? Câu này em dịch thì em loại 1 với 2. Vì sáng nay á thì vì là từ sáng nay á thì bị đau răng, cho nên là nên đi tới bác sĩ ngay. Nhưng mà không muốn đi Ở đây em thấy là đằng sau là ikitaku nai, là không muốn đi. Vậy ạ. thì nó có cái trợ từ, nó có cái trợ từ là ga, là nhưng đúng Dạ. không? Vâng. Đằng sau là không muốn đi, vậy thì nhưng đằng trước là tức là phải đi, cần đi. Như vậy là loại được một với lại hai đúng nhỉ? Một với hai ạ. Bởi vì cái này bảo là không đi cũng được.
Vậy thì 3 với 4 loại như thế nào? 3 với 4. Thật ra câu này em chọn đại là 3 trên xe, còn đâu em cũng không biết giải thích sao. Ờ đúng rồi, câu này cũng hơi khó đấy. Đúng là 3. Bởi vì ấy, yo nhá, yo là chúng ta cảm nhận bằng 6 giác quan, bằng 5 giác quan. À 6 giác quan, mắt, mũi, miệng, rồi thì xúc giác, tai và cảm giác nữa. Nhưng mà trong trường hợp là gì đấy nhỉ? Đưa ra một cái điều nhận định suy đoán của mình về cái việc có làm điều gì đó hay không ấy, thì sẽ không phải là dùng cái kiểu dường như, hình như này đấy, mà phải dùng cái biểu hiện là à có lẽ là cần phải làm điều đấy. Đây phải là đáp án số 3, không phải là hình như. Tiếp theo bài tỷ bài dấu sao. Câu số 1 nào, câu số 1 sắp xếp như nào ạ? Linh. Dạ em chọn đáp án 3. Sắp xếp như nào nhỉ? Cho em một chút. Đằng sau là tố thì đằng sau là tố thì sao? Sau thì tố thì đằng sau đó là em để đáp án 2 đấy á. Đằng trước phải là thể thường nhá. Thường. Đằng trước phải là thể thường, đúng rồi. Tố ở môi mắt thì đằng trước phải là thể thường đúng không? Thì kê thì phải là 2, có mỗi 2 là Fujike. Tiếp nào. Ở đằng trước của cái động từ ấy đằng trước thì em chọn đáp án 3. Tại sao? Dạ. Tại sao? Nếu mà đặt thử, tại vì cái đáp án 4 thì không đúng. 1 không đúng thì còn 3. 1 thì đặt ở đằng đầu tiên, lắp thử một câu. Ở đây nó có cụm cố định luôn, ma đà tê y nai là vẫn chưa. Đấy. Nếu mà nhớ ngữ pháp ấy thì các bạn sẽ chọn được một cách dễ dàng hơn. Đấy. Cái dạng bài dấu sao này này là cái dạng bài mà chúng ta phải làm sao, chúng ta sẽ phải vững những cái ngữ pháp nền tảng cơ sở ấy, cái cách ghép nối giữa danh từ này, các ngữ pháp với nhau. Đây thấy có ma đà sẽ đi tê y nai đúng không nhỉ? Vậy thì còn 1 với lại 4 thì đương nhiên phải là gì nhỉ? Đương nhiên phải là 1 trước 4 sau đúng không? Hayaku là phó từ và 4 là itemo. Đấy, thứ tự đúng là 1, 4, 3, 2. Khoanh đáp án số 3 mada. Câu này là như nào nhỉ? A nói này, này, ngày mai ấy, thì mình tập hợp vào lúc 5 giờ ở cửa vào hội trường buổi hòa nhạc. Đi đúng không? Rủ dê như thế. Và B nói là gì đây? Buổi hòa nhạc ấy, bởi vì từ 7 giờ mới bắt đầu, cho nên tớ nghĩ là dù mình có, đúng nhỉ, dù mình có đi sớm như thế thì nó vẫn chưa mở cửa. Nó vẫn chưa mở cửa. Câu 15. Câu 15 thoa nào? Sẽ là câu 15 là ichi. Xếp như nào nhỉ? Hoka no gakuse to hanashite hanashite irasaimasu kara sukoshi. Tại sao lại irasaimasu đằng sau hanashite? Tại đang nói về lịch sử, nói về sensei sẽ có, nhưng mà chờ một chút muốn tới. Không phải có. Irasaimasu đây không phải là có nhá. Hanashite irasaimasu chính là hanashite imasu, là dạng tôn kính ngữ của ngữ pháp của cái động từ teiru ấy, bởi vì dùng cho sensei cho nên là dùng teiru, được chưa? Thì hanashite imasu thay bằng irasaimasu. Rồi tiếp, đằng sau 4 là gì, là mấy? Ni bằng là ni đúng nhỉ? Đúng rồi, bởi vì kara đằng trước kara phải là gì? Thực ra ấy, câu này cũng hơi khó lập luận nhé, bởi vì nhá, có thể là tê cà ra thì sao, đúng không? Nhưng mà đây mình sẽ phải xem này, đây kudasai chắc chắn phải là trước, phải là thể tê. Vậy đây sẽ là 3. Những cái nào mà chắc chắn cố định từ trước thì xếp trước nhá. Hãy chờ. Vậy thì chắc chắn là hãy chờ gì? Hãy chờ một chút, đúng không? 1. Skoshi. Như vậy là có thể chọn được luôn đáp án mà chưa cần xếp đến cái kia rồi. Skoshi matte kudasai là hãy chờ một chút. Như vậy đáp án đúng của chúng ta câu này là số 1. Còn lại, sau khi đã cố định được 4 là irasaimasu,
đằng sau hanashite thì tiếp theo sẽ là hai kara. Đấy, câu này có nghĩa là gì nhỉ? Bây giờ thì hãy nói chuyện với không phải hãy nói chuyện ở dưới đây, ở phòng nghiên cứu của chuyện, sensei Tanaka đang nói chuyện với một học sinh khác nên hãy chào chúc. Đúng rồi, thì học sinh, có một học sinh hỏi là sensei có ở đây không, và hiso đây là ai biết không? Chữ Hán là chữ bí thư nhưng mà nghĩa là thư ký nhá. Cái người thư ký người ta nói này, bởi vì bây giờ thầy đang nói chuyện với một học sinh khác, một sinh viên khác, cho nên là hãy chờ một chút. Câu tiếp theo, câu 16. Câu 16 tiên nào? Hay. Câu 16 á. Câu 16 em xếp là kyo wa kasa ga nakute mo daijoubu. Daijoubu. Dekaketa to omotte daro ga. Dekaketa. Tiếp là gì? Hai à? Hai ạ. To omotte. Và một à? Vâng, daro ga. Nào, daro, daro đi được với thể t hả Tiên? Daro là deso, làm gì đi được với thể t? Chưa đúng nhá. Và daijoubu là tính từ đôi na, cũng không thể nào mà đi được với động từ được. Chưa đúng. Đấy. Lưu ý nhá. Đây này. Ở đây mọi người có ga, đúng không? Ga này thì chắc chắn đằng trước phải là gì nhỉ? Phải là thể must hoặc là thể thường. Như vậy có hai cái thỏa mãn là gì nhỉ? Daro, daro ga hoặc là gì? Dekaketa, đúng không? Có nghĩa là có lẽ là như vậy nhưng mà, hoặc là đã ra ngoài nhưng mà, không ai dùng te, omotte ga hết, hay là daijoubu ga cũng không dùng. Vậy thì tiếp theo các bạn sẽ xem thấy có đây là to omotte, thì đằng trước to omotte phải là thể thường. Đấy. Vậy thì ở đây các bạn có thể thường là daro hoặc là dekaketa. Như vậy là nó sẽ xuất hiện hai tình huống, đấy là gì nhỉ? Đấy là dekaketa to omotte. Cái cách thứ hai là daro to omotte. Đấy. Nha. Như vậy ấy, vậy thì kết hợp với cái điều này, nếu như chúng ta xếp daro ở đằng trước cái ga này ấy, thì nó sẽ thành dekaketa to omotte. Như vậy thì cái còn lại sẽ là từ daijoubu ở đây. Nó thành daijoubu. Xong đến gì nhỉ? Dekaketa to omotte daro. Sẽ không có to omotte daro. Như vậy là cái cách xếp này là sai. Vậy thì bắt buộc phải là dekaketa. Đấy. Nhắc lại lập luận nhé. Có thể là daro hoặc là dekaketa trước ga. Tiếp theo, to omotte thì trước là thể thường. Có thể là xuất hiện hai trường hợp này. Đấy. Vậy thì nếu thế ấy, thì sẽ phải xếp lại theo cái gì nhỉ? Theo cái giới hạn của cái bài này, người ta đưa ra những cái từ như thế này. Vậy thì không thể dùng cái trường hợp là daro đứng trước ga được. Vậy thì daro sẽ phải bỏ ra. Đây, dekaketa. Đấy. Vậy thì nó sẽ là gì đó daro to omotte. Như vậy là chúng ta có rồi. Đằng trước daro sẽ là gì nhỉ? Đằng trước daro sẽ là daijoubu. Thứ tự đúng của chúng ta sẽ phải là 3 daijoubu, 1 daro, 2 to. Câu này thực ra nếu mà dịch nghĩa ấy, thì có khi chọn được còn nhanh hơn là phân tích. Phân tích là CC đang nói gọi là gì nhỉ? Vẽ ra một tí cho các bạn hình dung cái cách để lập luận khi làm bài thôi, chứ còn dịch có khi là nhanh hơn. Đây nhá. Chichi mo watashi mo kyo wa kasa ga nakute mo daijoubu daro to omotte dekaketa ga, có nghĩa là ấy, cả tôi lẫn bố tôi đều nghĩ là hôm nay thì không cần ô cũng có lẽ là cũng sẽ daijoubu, cũng sẽ ổn, cũng sẽ không sao. Và rồi hai bố con tôi ra ngoài, thế nhưng mà lúc về thì bị ướt mưa. Đấy. 3 1 2 4 và sẽ phải khoanh đáp án số 2. Linh có làm đúng câu này không Linh? Không
16 ở sensei. Câu 16 em chọn đáp án 2. Rồi, câu 17 này. Câu 17 Linh nào? Đây, câu 17 em chọn đáp án 3. Thế như nào nhỉ? Dạ, để em ngẫm lại cái ha. Shiteiru ni kokoto kara. Đúng rồi, shiteiru kokoto kara, bởi vì koto kara phải đi với thể thường. Như vậy là đã cố định được. Chu shiteiru thì em sẽ có gata o, đáp án 2. Shiteiru này. Katachi nhá, không phải là gata. 3 là koto kara. À đúng rồi, trước nó phải là katachi o suru, đúng nhỉ? Tức là có cái hình dáng như thế. Vậy là 2 ở đây. Katachi o. Thì bây giờ chỉ có 2 trường hợp là 4, 1 là đứng đầu tiên, 2 là đứng sau. Đúng rồi, thì mình sẽ thử đúng không? Đấy. Nói chung là cái bài này thì đúng là phải lập luận, sau đấy là thử các trường hợp. Vậy thì sau khi thử là hợp lý sẽ là mấy? Sau khi thử ne kotoka. À, so sánh giống cái gì đấy thì bốn nó vẽ đằng sau cùng á. Bốn sau cùng á? Không ạ, đằng trước ạ. Cái hình dáng này nó giống như là cái kính. Đúng rồi. À, có làm như vậy không hay là sensei nói thế rồi mê sửa lại đấy? Hôm ý em cũng làm như vậy nhưng mà bây giờ kiểu lập tức mà để loát lại luôn đi thì nhớ em lại, không ra. Rồi. Thì bởi vì nó đang lửng lửng nhá. Là vì nó tạo ra cái hình phải là hình gì chứ đúng không? Hình cái kính, hình giống như là cái kính đúng không nhỉ? Thì bốn sẽ phải đặt đằng trước. Câu này dịch như nào đấy? Dạ. Cái câu Ogawa Bashi, cái cầu Ogawa. Cái cầu Ogawa này thì người ta nói từ cái việc, từ cái việc. Từ cái việc mà cái hình dáng này giống như một cái kính. Đúng rồi. Người ta gọi nó là, cho nên người ta gọi nó là cái cầu kính à sensei. Đúng rồi, gọi là Megane Bashi, gọi là cái cầu kính. Cái ngữ pháp Kotokara rất là hay được dùng để đặt tên địa danh dựa vào đặc điểm gì đó đúng không? Như vậy là 4, 2, 1, 3 quanh đáp án số 1. Câu số 18, Thoa nào? Mấy? Sao nói bé đi, xếp như nào đây? Yon bằng. Yon bằng, em xếp như nào nhỉ? Tashika wakaru toyu yona. Từ từ nha. Hai đúng không? Tôi xong đến yona. Đúng rồi, bốn yona. Xong đến imi datta to omou desu kedo. Imi datta. Đến ba đúng nhỉ? To omou, đúng rồi. Thực ra cái câu này là cái bài này là một câu cố định, bởi vì cái cố định của chúng ta đấy là toyu yona imi. Đấy. Ý nghĩa là như thế, ý nghĩa như là như thế. Do vậy nó phải là 2 4 1 đặt cạnh nhau. Tiếp theo là chúng ta sẽ còn tô mô, thì chúng ta đặt trước và đặt sau thì chắc chắn là không thể nào đặt trước được. Vậy thì phải là sau. Như vậy là chúng ta sẽ khoanh đáp án đúng là đáp án số mấy? Đáp án số 4. Câu này dịch như nào em? Do nó rikai là có ý nghĩa. Rikai có ý nghĩa thế nào? Chắc là có nghĩa là, tôi nghĩ có nghĩa là hiểu. Người ta hỏi này, cái từ rikai này ấy, nó mang ý nghĩa như nào? Và người này bảo là gì đây? Người này bảo là tôi nghĩ là cái ý nghĩa nó như kiểu là cái từ wakaru. Bởi vì cái từ rikai đây là cái chữ Hán là chữ gì có biết không? Đây. Rikai dekiru, chữ lý giải có nghĩa là hiểu ấy, thì nó cũng tương tự cái từ này. Rồi tiếp theo này. Đấy là bài ngữ pháp đoạn văn nhé. Dạ, nó nói xem biết. Hả, sao? Cái gì?
Bài ngữ thoát trong đoạn văn là một bài tương đối là khó. Thực ra thì khó cũng chẳng phải là khó, mà bởi vì mọi người thấy nó dài cho nên là làm nó ngại. Bây giờ chúng ta xem nhé. Bài này là Shaberu Jido Hanbaiki, là cái máy bán hàng tự động mà có thể nói chuyện. Minasama Jido Hanbaiki ga shabetta to kitara shinjirarimasu ka? Mọi người ấy, khi mà nghe thấy là máy bán hàng nó nói chuyện ấy, đấy, thì mọi người có tin không? Hotondo no hito wa jido hanbaiki ga shaberu hazu wa nai to itte waru desho. Có lẽ là phần lớn mọi người ấy, đúng nhỉ, sẽ nói là làm gì mà có chuyện là cái máy bán hàng này nó nói được, mà mọi người sẽ cười. Đấy. Xong là đằng sau này, shaberu jido hanbaiki wa honto ni, cái máy bán hàng tự động nói được ấy, thực sự là. Câu này chúng các bạn sẽ phải điền. Nào, cái câu này các bạn điền là mấy đây? Câu này Tiên điền là chọn mấy hả Tiên? Em chọn 1 ạ. Tại sao lại là 1? Đáp án 1 đúng rồi. Tại sao là 1 nhỉ? Tại vì là giải thích sao ta? Khó giải thích à? Thôi để Tiên sẽ giúp dạ, nhá. Dạ vâng ạ. Rồi, các bạn thấy này, ở đằng trước khi mà chúng ta thấy này, có đằng trước một câu đằng sau dấu phẩy nhá, thì cái đây nó sẽ điền một liên từ. Liên từ nó sẽ có cái nhiệm vụ nối gì đấy, nối hai vế câu, thể hiện cái mối quan hệ giữa hai vế câu. Thì trong trường này các em thử xem xét cái ý nghĩa của nó khi mà các em chọn nhá. Chẳng hạn này, nếu như chọn đáp án 1 nhá, tokoro ga là gì hả Tiên? Tuy nhiên đúng không sensei? Đúng rồi, tuy nhiên. Và đằng sau là aru no de sự, là aru no de sự là có, đúng không? Thế thì mình sẽ thử dịch xem có hợp lý không. Hầu hết mọi người đều sẽ nói là làm gì nó nói được và cười. Thế nhưng mà ấy, thực ra là nó có. À, hoàn toàn đúng. Đúng nhỉ? Vậy thì đáp án 1 là đúng rồi. Thế đáp án số 2, naze nara arukara desu. Naze nara là tại sao lại thế. Đấy. Nếu ghép vào mọi người sẽ cười. Tại sao lại thế? Là bởi vì máy bán hàng này có thật. Vô nghĩa. Chứ ở đây người ta nói là không có mà. Do vậy là không thể chọn nào đáp án, không thể chọn đáp án A được. Cái đáp án 3 này là hơi khó một chút, bởi vì là demo sẽ giống tokoro ga và aru desho ka, nhưng mà các bạn lưu ý này, aru desho ka nó mang nghĩa gì? Phỏng đoán ạ. Aru desho ka ấy nó là liệu rằng có hay không, liệu rằng có thật hay không. Thì ý người ta là có thật hay không? Khi mà người ta hỏi là liệu rằng có hay không ấy, là người ta hay thiên về thứ hướng không nhá. Đấy. Nếu như câu số 3 ấy mà không phải là aru desho ka mà là aru desho thì lại có thể là đúng đấy. Có nghĩa là nhưng mà ấy, có lẽ là có thực thì đúng, nhưng mà liệu rằng có hay không là người ta đang phủ định, đang ý là không có, do vậy là 3 là sai. Đấy. Còn 4 là tatoe ba là gì? Ví dụ, đúng nhỉ? Đây không phải là đưa ra ví dụ, do vậy là loại 4, đúng ở đây sẽ là 1. Như vậy là chúng ta đã điền được cái cụm vào đây rồi, đây là tokoro ga. Mọi người cười và nói là làm gì có chuyện đó. Thế nhưng mà ấy, cái máy bán hàng nói được này thực ra là nó aru no desu, nó có tồn tại thực tế. Tiếp theo này. Watashi no ie no kinjo ni wa ichidai no jido hanbaiki ga arimasu. Ở gần nhà tôi ấy có một cái máy bán hàng tự động. Futsu no nomimono no jido hanbaiki ni miemasu ga. Trông nó như là một cái máy bán hàng tự động bán đồ uống bình thường thôi. Đấy, chỗ này phải điền nhá. Máy bán hàng tự động có thể nói được. Nào câu 20, Linh điền là gì hả Linh? Đây, câu 20 em điền đáp án 1 ạ. 1 á? Dạ. 1 chưa đúng. Ở đây nhá. Em nhìn theo đáp án. Aru này, ichidai no, kono và futsu no. À thì đáp án 3. Chọn đáp án 3 hay là nhìn nhầm hay như không, nào? Không phải đâu, em đang nhìn theo đáp án của em thì em chọn đáp án 1, nhưng bây giờ nhìn lại thì em thấy 3. Phải là 3 đúng không? Đúng rồi, bởi vì ấy nó có rồi mà. Đây nhá, ở gần nhà tôi có một cái, nó là một cái hiện hữu rồi. Thì khi mà kể lại phải là cái này đúng không? Có vậy phải là kono. Có biết aru là dùng để làm gì không? Để chỉ một cái bất định. Aru kuni ở một đất nước nọ, aru hito một người nọ, aru jido hanbaiki là một cái máy nọ. Nhưng mà trong khi đây là có rồi, do vậy là không thể là một được. Trong em chỉ còn ichidai no là gì? Một cái máy.
một cái máy có thể nói được, không phải Fujino là máy thông thường, không đúng. Đây là một cái máy đã được xác định là cái máy ở gần nhà mình rồi. Đấy, cho nên là phải dùng Kono để chỉ cái. Thực ra là có thể dùng Sono cũng được, nhưng mà đây người ta cảm giác là à cái này nó ở gần mình thì dùng Kono nhá. Đấy. Tiếp này. Tatoeba asa jido hanbaiki no tonari ni tatsu to ohayou gozaimasu to hanashi kakete kitari kata ato ni wa itte rashai to itte kuretari shimasu. Ví dụ buổi sáng khi mà tôi đứng cạnh cái máy bán hàng này thì nó sẽ bắt lời, cất tiếng nói với tôi là chào buổi sáng. Sau khi tôi mua xong ấy thì nó cũng sẽ nói là iterasai, quý khách quay đi rồi lại quay lại nhé. Sore kara yoru nomimono o katta hito ni otsukare sama deshita jiro to jiro no mita koto ga arimasu. Câu này Thoa chọn mấy à Thoa? Nhìn nào. Ichiban. Tại sao? Đoán một đúng rồi. Nói bình thường thôi. Tại sao không phải là hai? Nói rồi về cái máy làm sao nó về được, đúng không? Ở trên này nhá. Đây. Tôi đã từng nhìn thấy nó nói là như này, nó nói với người mua. Vậy thì nói phải là cái máy nó nói đúng không? Thì không thể nào mà nó về được. Vậy thì các bạn sẽ loại đáp án số 2 với lại số 4. Loại 3 vì sao? Không phải là được nói. Ờ, 3 nó dùng thể bị động, đúng nhỉ? Trong khi máy này nó chủ động nói như thế. Đấy. Nếu như là người, một người nào đó được cái máy nó nói như này thì có thể chọn là 3 được. Nhưng mà đây là cái máy nó chủ động nói. Do vậy phải là 1 nhá. Như vậy là các bạn sẽ điền IT được vào đây. Đấy. Và ấy, tôi đã từng nhìn thấy là cái máy này nó nói quý khách đã vất vả rất là nhiều rồi với những người mua nước vào ban đêm. Saisho wa totemo bikkuri shimashita. Ban đầu thì tôi rất là ngạc nhiên. Kikai ga shaberu no wa anime ya eiga no naka dake da to omotte ita kara desu. Là bởi vì sao? Bởi vì là cái mà có thể nói chuyện, cái máy móc mà nói chuyện được ấy là chỉ có ở trong anime, trong phim hoạt hình hoặc là trong eiga, trong phim điện ảnh thôi, trong phim thôi. Watashi ga yoku miru anime no naka de wa kikai mo ningen to onaji you ni shabetari aruitari shite imasu. Trong số những cái máy mà gì đây nhỉ? Trong số những cái máy mà tôi nhìn thấy, tôi thường nhìn thấy ở trong mấy cái bộ này này. Đấy, thì cũng có những cái máy mà nó có thể đi lại rồi thì nói chuyện giống như con người. Tiếp theo câu 22. Câu 22 mà đứng đầu như này thường sẽ là một cái từ nối. Đấy, đây biết ngay từ nối này. Jidō hanbaiki ni hanashi kakerareru nante marude anime no sekai ni iru yō da to omoimashita. Cái việc mà được gì đây nhỉ? Cái việc mà được cái máy bán hàng tự động nó bắt lời, bắt chuyện ấy. Tôi đã nghĩ là cứ như thể đây là một cái thế giới ở trong anime vậy. Nào vậy thì 22 điền là mấy tiên? Cô 22 em chọn là 1 ạ. Nhưng mà bị sai thôi chị ạ. Em nghĩ là đúng là mấy? Bây giờ em chọn mấy? CC dịch thì em nghĩ là 2. Ừ, nó là 2 đúng không? Sau khi xem dịch thì việc chọn nó đã dễ hơn hả? Vâng ạ. Cái này là chúng ta dựa vào mối quan hệ nhân quả IPO nhá, là một mặt thì mặt khác thì nó diễn tả hai cái xu hướng đấy, hoặc là cái sự trái ngược. Nhưng mà ở trên này chúng ta thấy rõ ràng là quan hệ nhân quả đúng không? Bởi vì ấy, nó bảo là ban đầu nó nghĩ là máy nói chuyện được là chỉ ở trong anime, rồi nó kết luận là gì đây nhỉ? Đây, như thể là thế giới trong anime, vậy thì phải là vì thế. Vậy là Descara là chính xác. Đấy, chúng ta sẽ điền Descara đây. Chính vì vậy, chính vì mà trong những cái bộ phim là tôi nhìn thấy nó có cái máy có thể nói chuyện rồi thì đi lại giống như con người, vì thế mà tôi đã nghĩ như vậy. Đấy, Ippo là quan hệ đối ngược nhá, quan hệ một mặt thì mặt khác thì Sode nano ni là ấy vậy mà cũng quan hệ đối nghịch. Sono ue là hơn nữa, thêm nữa liệt kê, giống như là từ sore ni hay là từ soshite mata, không chọn được. Đây là quan hệ nhân quả thì phải là đáp án 2. Vì thế đưa ra kết luận. Tiếp theo.
ima wa jidō hanbaiki ga itte rasshai to hanashi kakete kuru no ni mo narete kokoro de itte kimasu to kotaete imasu. Bây giờ ấy thì tôi đã quen với cái việc mà được cái máy bán hàng tự động nó nói là quý khách đi rồi trở lại nhé, và trong tôi cũng đáp ở trong lòng đấy là gì nhỉ, ờ tao đi rồi sẽ về. Moshi itsuka aruku jidō hanbaiki ga dekite mo ima wa mo gì đó kamoshiremasen. Giả sử mà một ngày nào đó ấy, cho dù là có xuất hiện cái máy bán hàng tự động có thể đi bộ ấy, thì có lẽ gì đó. Nào, 23 là mấy hả Linh? 23 em chọn đáp án 4 ạ. Đúng rồi, tại sao? Kiểu là vào ngày nào đấy mà có cái máy mà có thể đi được thì tôi cũng tôi sẽ cũng không giật mình như bây giờ. Đúng rồi, tôi không ngạc nhiên nữa, đúng không? Đúng của chúng ta sẽ là 4 nhá. Người ta đã gì nhỉ? Người ta đã quen với cái việc có cái máy nó chào được rồi thì sau này người ta sẽ không ngạc nhiên khi có những cái máy khác có thể làm được những cái điều tốt hơn. Shinji Nai là không tin, chắc chắn là sai đúng không? Bây giờ người ta tin rồi. Loại này. Ikaesa Nai là gì? Không đáp lại. Không đáp lại. Sai. Ba. Là không nói chuyện. Không nói chuyện cũng sai luôn đúng không? Phải là bốn, không giật mình. Đấy, như vậy là chúng ta đã chữa xong cái đề ngữ pháp.